Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, nếu như ai đã từng biết đến tác phẩm Thùy Hử thì chắc hẳn không khỏi ấn tượng với một vị thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc với tài bắn cung thiền xạ, đó chính là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã sản sinh rất nhiều dũng tướng có tài thiện xạ, bách phát bách trúng, còn mãi lưu danh sử sách cho đến ngày hôm nay. Thậm chí, tài năng của họ còn khiến nhiều quốc gia phải ngả mũ kính phục. Có quý vị khán giả nào đoán được đó là những cung thủ nào hay không? Vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi khám phá để biết đó là những đệ nhất cung thủ nào trong video sau đây nhé! Vị trí thứ nhất đó là La Xuân Kiều. Ông là một trong Tây Sơn, lục kỳ sĩ, người huyện Phù Cát, Bình Định. La Xuân Kiều, người cũng như tên, hết sức thanh tao và tài hoa phong nhã. Nhan sắc của ông không có thông tin lưu trữ, nhưng đây là đang nói tới nét đẹp nội hàm ở mặt tài năng. Ông là người am hiểu văn thơ chữ Nôm, chữ Hán. Đặc biệt, ông còn cực giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Họ La có một cây cung đặc biệt được gọi là Vĩ Mao Cung, là một trong tứ đại thần cung thời kỳ này. Sở dĩ có cái tên Vĩ Mao Cung là do dây cung được bện từ đuôi ngựa và thân cung được làm từ một loại gỗ quý. Bên cạnh đó, sử sách còn ghi lại mỗi khi Vĩ Mao bắn, một âm thanh trong trẻo du dương phát ra và khi âm thanh dứt thì tên vừa trúng hồng tâm. Vĩ Mao Cung là một vật bất ly thân của La Xuân Kiều. Cũng nhờ Vĩ Mao mà La Xuân Kiều được nổi danh trong số các xạ thủ đương thời. Và ngược lại, nhờ tài năng của La Xuân Kiều mà Vĩ Mao có thể vươn lên hàng thần khí cùng thời. Vị trí thứ hai đó là Phạm Ngũ Lão, sinh năm 1255, mất năm 1320. Những danh tướng hàng đầu của triều Trần có một con người mà đến cả Tiết Chế Hưng Đạo Vương cũng phải nể phục, đó là danh tướng Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Vì mến tài năng đức độ của ông, nên Tiết Chế Hung Đạo Vương đã chiêu mộ ông về dưới trướng của mình để phục vụ cho triều đình và cống hiến cho đất nước. Trải qua thời gian, Phạm Ngũ Lão ngày càng chứng tỏ năng lực, đức độ của mình một cách sâu sắc, tuyệt vời, không phụ lại tấm lòng của triều đình và Tiết Chế Hung Đạo Vương. Ông đã dốt hết sức lực để phụng sự tổ quốc, bảo vệ muôn dân, là một trong những nhân vật văn võ toàn tài nhất trong lịch sử Việt Nam. Quân Nguyên Mông cậy thế lớn mạnh 3 lần 7 lượt tấn công xâm lược Đại Việt và chúng đã nếm mùi của sự thất bại, góp phần đánh bại quân Nguyên Mông phải kể đến công lao to lớn của Phạm Ngũ Lão. Ông nổi bật lên là một viên mãnh tướng, bách chiến bách thắng với mưu lược và võ nghệ hơn người. Đã thu phục nhân tâm và đánh bại các tướng lĩnh của quân thù mà ông từng chạm trán. Nơi nào ác chiến là đều có sự góp mặt của ông. Ông luôn là người xông pha lên tuyến đầu để giết giặc mà làm gương cho ba quân. Để sánh võ nghệ với Phạm Ngũ Lão thời kỳ này, còn có một mình Nguyễn Khoái là kỳ phùng địch thủ. Chỉ có duy nhất, hai viên mãnh tướng này của quân đội nhà Trần là có thể đơn đả độc đấu với hổ tướng Toa Đô của nhà Nguyên, một viên tướng nổi tiếng kiêu dũng, thiện chiến với sức mạnh vô địch, đã từng tung hoành hàng trăm trận chiến từ Đông sang Tây. Bên cạnh việc sở hữu võ nghệ tuyệt luân, ông còn nổi tiếng là một tay cung thủ trác tuyệt. Nhân gian có câu chuyện kể rằng, trước khi về dưới trướng của Trần Hưng Đạo, ông đã từng lên kinh ứng thí võ Trạng Nguyên nhưng không thành công. Nên Phạm Ngũ Lão đã bắn đứt giải cờ của vua với khoảng cách 100 bước, khoảng 166m. Do điều này mà ông bị đuổi về quê đan sọt. Duyên lại đến với khi đang đan sọt giữa đường thì gặp ngay Trần Hưng Đạo đi ngang qua. Thế là sau một hồi lâu đối đáp, ông đã lọt vào tầm nhắm của Trần Hưng Đạo và có cơ hội để thi triển tài năng và đức độ của mình để giúp ích cho nước, làm lợi cho dân. Theo sự ghi chép của sử sách, thì khi Phạm Ngũ Lão về dưới trướng của Trần Hưng Đạo đã gặp gia tướng Nguyễn Địa Lô, được coi là cung thủ giỏi nhất của Trần Hưng Đạo, và ông đã xin thử sức. Lần này Phạm Ngũ Lão đã gây nên một bất ngờ nữa trước mặt Trần Hưng Đạo. Thay vì bắn vào hồng tâm như đối thủ, thì ông đã nhắm giải cờ lệnh đang bay để bắn, và mũi tên đã đi trúng, khiến giải cờ rơi xuống đất. Từ Ai Lao, Chiêm Thành cho đến Nguyên Mông đều phải khiếp sợ tài năng của ông. Đối đầu với quân Nguyên Mông, nhưng ông vẫn không mảy may sợ hãi. Quân Nguyên Mông với sở trường độc đáo là vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, bắn phát nào, trúng phát đó, từng làm cho các nước từ Đông sang Tây đều khiếp sợ. Nhưng khi đối mặt với Phạm Ngũ Lão, thì tài bắn cung của họ
cũng không thể sánh được với ông. Bên cạnh đó, ông và các vị tướng khác cũng đào tạo ra một đội quân chuyên bắn cung và nỏ có mũi tên tẩm thuốc độc đã gây nên nỗi khiếp sợ cho hàng vạn quân Nguyên Mông khi sang xâm lược Đại Việt. Quân Nguyên Mông khi hành quân qua Đại Việt, họ không thấy người ở đâu mà mũi tên bay vút từ mọi nơi về phía họ, có mũi tên xuyên qua cả 2 đến 3 người. Từ những điều này cho thấy kỹ năng và kỹ thuật sử dụng cung và nỏ của Đại Việt cũng thuộc dạng bậc nhất. Vị trí thứ 3 đó là Đinh Văn Tả, sinh năm 1602, mất năm 1685. Thời Hậu Lê là một triều đại có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Thời đại này cũng sản sinh ra rất nhiều bậc anh hùng kỳ tài, từ văn đến võ. Sau bao nhiêu lần biến cố của thời cuộc đến đời vua Lê Trung Hưng, võ học được triều đình quan tâm, đầu tư trở lại rất nhiều. Từ đó sản sinh ra nhiều danh tướng tài ba, trong đó có Đinh Văn Tả là một danh tướng thời Lê Trung Hưng. Đinh Văn Tả có tài năng bắn cung, được coi là thiên hạ vô địch vào thời kỳ này. Bên cạnh đó, ông còn là một danh tướng anh dũng, tinh thông các loại binh khí khác. Theo sự ghi chép của sử sách, trong một buổi Đinh Văn Tả ra xem trường thi võ, thấy các thí sinh thi nhau trổ tài bắn cung, ông cười mà nói rằng bọn họ là đồ vô năng, chỉ phí lương bổng của triều đình. Quan trường thấy thế, liền mời ông vào để thử tài. Đây là cơ hội để mình thi thố tài năng, nên ông đã không từ chối mà thử sức liền. Ông liền lấy cung và ngồi lên lưng ngựa, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, bắn ra 10 phát vào 10 tấm bia khác nhau đang được người ở đằng sau di chuyển đi. 10 phát trúng cả 10. Tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên với khả năng bắn cung xuất quỷ nhập thần của ông. Phát hiện được một nhân tài kiệt xuất như vậy nên viên quan trường liền tâu lên chúa Trịnh Tráng. Sau đó, Đinh Văn Tả được phong làm chức võ giai. Thường được cử cầm quân dẹp giặc, lập được nhiều chiến công hiển hách cho triều đình vua Lê chúa Trịnh. Vì mến phục tài năng và đức độ của Đinh Văn Tả, cũng như sự cống hiến không biết mệt mỏi để phục vụ cho triều đình vua Lê chúa Trịnh, nên triều đình luôn giao những trọng trách và chức vụ quan trọng cho ông nắm giữ. Điều này cho thấy được sự ân sủng đặc biệt của nhà Hậu Lê đối với vị danh tướng này. Chính Đinh Văn Tả là người đã thân chinh đem quân chấm dứt triều đại nhà Mạc ở Cao Bằng. Vì có nhiều công lao, Đinh Văn Tả được gia phong làm Thượng Tể, ban cho ruộng 300 mẫu. Ngày 4 tháng 5 âm lịch năm 1685, Đinh Văn Tả mất ở kinh đô Thăng Long, hưởng thọ 84 tuổi. Vua Lê Hy Tông và chúa Trịnh Căn đã ra viếng và ra lệnh cho bộ lễ về nguyên quán của ông để hổ tang, chôn cất theo nghi thức vương giả, ban thủy hiệu là Vũ Dũng. Ông được chôn cất ở quê nhà Hàm Giang, Cẩm Giang, Hải Dương. Chúa Trịnh Căn đã tặng ông đôi cầu đối: Tiết Việt Quyền Long Triều Túc Tướng, phiên toàn trách trọng quốc Nguyên Huân. Thưa quý vị, năm 1967, chúa Trịnh cho lập sinh tử của Đinh Văn Tả. Có thể thấy, đây là một trường hợp hiếm có trong suốt triều đại phong kiến Việt Nam. Điều này cho thấy sự ân sủng đặc biệt của nhà Lê đối với vị danh tướng này. Và trong lịch sử Việt Nam, dưới thời Tây Sơn đã ghi nhận một nhân vật nổi bật với khả năng tinh thông binh pháp và bản lĩnh võ nghệ. Không ai khác, đó chính là Nguyễn Quang Huy. Vị trí thứ tư đó là Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy là một danh tướng thời Tây Sơn võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp. Khi lâm trận, ông cưỡi con bạch mã và sử dụng hai binh khí là thanh ngân câu, móc câu bạc và cây thiết khai cung. Khi Nguyễn Huệ đưa quân vào đánh Tống Phúc Hiệp ở Phú Yên, Nguyễn Quang Huy gia nhập phe Tây Sơn. Ông được Nguyễn Huệ luôn cho đi theo mỗi khi ra trận. Khi Nguyễn Huệ cầm quân ra đánh Phú Xuân rồi ra Thăng Long lần thứ nhất, Nguyễn Quang Huy được phong làm phó đô đốc. Sau, ông không theo Nguyễn Huệ mà cùng Nguyễn Nhạc về Quy Nhơn. Mấy năm sau, năm 1789, chúa Nguyễn giành lại Gia Định, Nguyễn Lữ bỏ chạy về Quy Nhơn. Vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc cử ông ta trấn thủ Bình Thuận. Cây thiết thai cung của Huy có cánh cung làm bằng thép, có nòng bằng sắt nên trọng lượng rất nặng, sức bắn xa gấp 3-4 lần cung thường. Nguyễn Quang Huy trấn thủ Bình Thuận thì gặp đại quân Nguyễn Phúc Ánh đánh chiếm nên phải lui về thủ Phú Yên. Năm Kỷ Mùi năm 1799, thành Quy Nhơn bị Nguyễn Phúc Ánh vây hãm, Nguyễn Quang Huy kéo quân ra cứu Quy Nhơn. Nguyễn Quang Huy đánh rất hăng, một ngày đánh bại 25 viên tướng của Nguyễn Phúc Ánh, trong đó chém chết đại tướng Tống Phước Nghĩa và đánh lui viên đại tướng thân tín nhất của Nguyễn Phúc Ánh là Lê Văn Duyệt, khiến cho cánh binh mã của Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức phải kéo cả về chợ chiến. Phúc Ánh lấy làm lạ, lên thành đứng xem. Quang Huy tả xung hữu đột giữa muôn quân như Triệu Tử Long ở trận Đương Dương Trường Bản, ngó thấy Nguyễn Phúc Ánh đứng trên thành, ông bèn dùng thiết thai cung bắn trúng cánh tay trái.
Phúc Ánh té nhào bất tỉnh. Vì vết thương này mà Nguyễn Phúc Ánh phải rút về Gia Định để dưỡng thương. Vị trí thứ 5 đó là Lý Văn Bưu. Lý Văn Bưu là một danh tướng nhà Tây Sơn dưới trướng của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, một trong Tây Sơn thất hổ tướng. Ông sở hữu Kỳ Nam Cung, một trong tứ đại thần cung thời bấy giờ. Cây Kỳ Nam Cung này có một cấu trúc đặc biệt. Giữa nơi cánh cung, chỗ tay cầm có tháp gỗ quý Kỳ Nam. Kỳ Nam là một loại gỗ quý họ trầm hương. Khi treo cung nơi phòng thì hương trầm thơm ngát khắp nhà. Lúc dùng nơi trận địa, hương trầm làm tăng nội lực nên Lý Văn Bưu bắn trăm phát trăm trúng. Càng bắn nội lực càng tăng, tên càng trúng đích. Ngày ấy, khi nhà Tây Sơn đang trong giai đoạn xây dựng lực lượng, tại dãy núi Ninh Thuận có một con hổ to lớn như con trâu mộng, rất hung dữ và tinh khôn. Nó thường xuyên xuống thôn bắt bò, lợn, thậm chí cả người để ăn thịt. Tương truyền da của nó dày đến mức da mác đâm không làm chết được nó mà chỉ làm nó xây xát. Tất cả thợ săn trai tráng trong vùng đều không ai diệt trừ nổi nó. Nghe tiếng Lý Văn Bưu xách Kỳ Nam Cung vào rừng và tiêu diệt con hổ dữ. Gặp được hổ, họ Lý dương Kỳ Nam Cung bắn một phát vào đầu con cọp. Tên xuyên từ mắt phải ra đến ót sau, cọp hăng sức xông đến. Lý Văn Bưu tiếp liền hai phát. Tuy da hổ cứng rắn, song tên vẫn xuyên ngang cuống họng và yết hầu. Cọp dãy ruộng một hồi lâu mới chết. Dân làng và các vùng lân cận khâm phục thần oai của ông và kéo theo gia nhập quân Tây Sơn rất đông đảo. Trong các trận Nam chiến, đánh nhau với quân Xiêm và Bắc chiến với quân Mãn Thanh, cây Kỳ Nam Cung cũng đã ra sức giúp Lý Văn Bưu lập nhiều chiến công. Vị trí thứ 6 đó là Đặng Xuân Phong. Đặng Xuân Phong cũng là một danh tướng thời Tây Sơn. Nói đến bắn cung thời kỳ này thì có lẽ Đặng Xuân Phong là anh tài số 1, khả năng bộ xạ, kỵ xạ đều khó có ai vượt qua nổi họ Đặng. Ông là người làng Dũng Hòa, huyện Tùy Viễn, Tây Sơn, võ nghệ cao cường, sức mạnh hơn người, có tài cưỡi ngựa bắn cung. Đặng Xuân Phong, sử cây liên phát cung cũng là một trong tứ đại thần cung. Cánh cung làm bằng thép, có độ cứng và đàn hồi cao nên sức bật rất mạnh. Nhờ ở sức mạnh và tài luyện tập, Đặng Xuân Phong có thể bắn một lần 4 mũi tên. Do tính cách ưa nhàn, không thích công danh nên khi nhà Tây Sơn chiêu mộ anh tài, Xuân Phong không ra hưởng ứng. Một hôm, Bùi Thị Xuân đang đứng ở vườn trầu Kiên Mỹ, chợt thấy một tráng sĩ trẻ tuổi tay cầm côn đồng, vai mang cung sắt, mình cưỡi ngựa ô, từ thôn Thuận Nghĩa chạy lên Phú Lạc, thái độ hiên ngang, tướng mạo trung hậu. Nữ tướng thầm khen, theo dõi, dò xét. Đến chân hòn Trưng Sơn, tráng sĩ dùng ngựa lên núi. Đường núi gập ghềnh mà ngựa chạy như trên đất bằng. Ngựa chạy quanh quất một hồi lâu, rồi dừng nơi một khoảnh đất trống bằng phẳng, nằm lưng chừng núi. Chợt một bầy quạ bay ngang qua, tiếng kêu rộn ràng. Tráng sĩ liền trương cung, bắn hai phát, hai con quạ trúng tên rơi xuống. Rồi lại nhanh tay ra liên tiếp năm phát nữa, năm con quạ như năm quả chín rụng xuống. Biết là người có tài, Bùi Thị Xuân sau khi thăm dò gốc tích cũng đã cùng với Vũ Đình Tú đến tận làng Dũng Hòa kết bạn và mời tham gia đại sự xây dựng nhà Tây Sơn. Thưa quý vị, sau này Đặng Xuân Phong cũng trở thành một mãnh tướng dưới trướng của Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc. Khi Tây Sơn suy yếu và sụp đổ, có hai giả thuyết nói về ông. Một cho rằng khi các tướng và đại thần đấu đá tranh giành quyền lực thì Xuân Phong từ quan bỏ đi nơi khác. Một thuyết nữa cho rằng khi giao chiến với quân của Nguyễn Ánh thì ông đã bị trúng đạn tử trận. Cho đến nay vẫn chưa ai chắc chắn được về kết cục của vị tướng được phong là thần tiễn số 1 của Việt Nam này. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị ấn tượng với cung thủ nào ạ? Hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé!